như là một cuộc dạo chơi cùng với tìm hiểu, cùng đi về tuổi thơ của những thiên tài, và chúng ta sẽ có thể bắt gặp được mình trong chính cuộc đời của họ. Tân Việt thì cũng đã có rất nhiều bộ sách về các doanh nhân như với hình thức là truyện tranh hay là truyện comic. Tuy nhiên, đây là một bộ sách mà có sự khác biệt, đó chính là nội dung mang nhiều tính văn chương và chất thơ, đem lại cho độc giả những cảm xúc rất là đặc biệt khi mà trải nghiệm các thông tin thưởng thức qua những nội dung như vậy. Tác giả Ramut Vài Nam là một biên tập viên kỳ cựu. Bác đã có rất nhiều năm trong kinh nghiệm trong việc biên soạn sách, và đây là một trong những bộ sách tâm đắc của tác giả Ramut Vài Nam. Cuốn sách mà tôi có thể gợi ý đến độc giả đọc vào thời điểm này là cuốn sách Alfred Nobel và bản di chúc bất hủ. Alfred Nobel là nhà khoa học đã phát minh ra chất nổ. Tuy nhiên, phát minh của ông là để phục vụ con người và vì hòa bình. Vào thời điểm này, khi mà trên thế giới vẫn còn đang nhiều xung đột xảy ra, thì tôi nghĩ rằng cuốn sách này là rất phù hợp. Bộ sách này phù hợp với độc giả lứa tuổi nhỏ bởi giọng văn và cách viết vô cùng giản dị và mang tính văn chương rất là rõ. Tuy nhiên, nó cũng phù hợp với nhiều đối tượng độc giả khác nhau như thanh thiếu niên, và ngay cả các bậc phụ huynh khi mà đọc cho con cái của mình cũng có những trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Tân Việt thì vẫn tiếp tục cùng với tác giả Ramut Vài Nam sẽ đưa thêm những doanh nhân khác vào trong bộ sách này, có thể là về nhiều hơn về lĩnh vực văn học nghệ thuật như Shakespeare, như Pushkin hay như nhà bác học qua loa. Khi mà nghe bản audio thì tôi lại có một cái trải nghiệm vô cùng thú vị, đó là nghe được các giọng nói của Voice Thailand đã đem cho tôi những cái xúc cảm mà khi mà đọc sách giấy tôi có thể mường tượng ra, nhưng mà không nhiều cảm xúc đến như vậy. Khi mà nghe bộ sách này, bạn cứ mang một tâm lý trải nghiệm như là một cuộc dạo chơi cùng với tìm hiểu, cùng đi về tuổi thơ của những thiên tài, và chúng ta sẽ có thể bắt gặp được mình trong chính cuộc đời của họ. Tôi là Nguyễn Thu Trang, giám đốc xuất bản và bản quyền của Tân Việt Book. Hẹn gặp lại các bạn trên ứng dụng sách nói có bản quyền Phonos.